anh Trần Hoàng Tùng là tổ trưởng chắn đường ngang Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Công việc hàng ngày của anh là nhận lệnh đóng và mở chắn đường ngang. Công việc tưởng như rất thầm lặng, nhưng giờ đây hàng trăm hành khách của đoàn tàu SE6 đã biết đến anh như một ân nhân. Vào khoảng 19 giờ ngày 21 tháng 9, anh Trần Hoàng Tùng đang đi trên quốc lộ 1 thì thấy xe container nằm vắt ngang đường sắt Bắc Nam, trong khi tàu SE6 từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến khoảng 20 phút nữa để vào ga Hà Nội và tàu SE1 cũng sắp khởi hành từ ga Hà Nội. Anh Tùng vội chạy xe máy đến trạm gác chắn tàu cách đó 700m để báo cho trực ban dừng tàu tại ga Thường Tín và ga Văn Điển. Khi cảm thấy hiện tượng mất an toàn thì những người công nhân đường sắt lỏng làm việc như làm như tôi thôi để làm mọi biện pháp để phòng vệ, để giúp cho đoàn tàu kịp dừng. Tôi không nghĩ là hành động của tôi là được một người tuyên để tuyên dương vậy. Tôi chỉ đơn giản mong là an toàn hành xa, an toàn đường sắt và an toàn cho mọi người là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Vụ tai nạn sập cầu Gành trưa ngày 20 tháng 3 được coi là đặc biệt nghiêm trọng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ít ai biết có một đoàn tàu hàng chuẩn bị qua cầu Gành đã được ba nhân viên gác chắn nhanh trí quan sát và chạy nhanh về phía đoàn tàu hàng đang lao đến và cầm cờ đỏ ra hiệu dừng tàu thành công. Trong cái hốt hoảng như vậy thì anh em cũng phải triển khai nhanh chóng là một người chạy xuống để xác minh. Với cái sự việc cầu Gành nó sập thì hầu như là xưa nay chưa có, thì mình cũng hoảng lên. Thì còn một người thì cũng nhanh chóng là chạy về cái hướng tàu tới để làm tín hiệu bắt tàu. Thì còn một người nữa trực tiếp ở đường ngang để mình xử lý tình huống. Thì nhanh chóng là làm tín hiệu là coi như là búng cờ đỏ là sai hình tròn là coi như từ trái qua phải để cố gắng để bắt tàu ngưng khẩn cấp. Đối với đường sắt Việt Nam, cán bộ công nhân viên đường sắt Việt Nam chúng tôi cũng rất tự hào là có một người cán bộ công nhân viên có cái tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và thể hiện là cái việc giáo dục chính cho cán bộ công nhân viên. Nếu không kịp thời mà xử lý được thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình tổ chức chạy tàu rất lớn và thậm chí là nó có thể nếu không dừng được tàu thì có thể cũng có cái khả năng là sẽ xảy ra tai nạn. Những phần thưởng nóng, những tấm bằng khen như một sự ghi nhận của ngành đường sắt, của xã hội dành cho những hành động dũng cảm. Tuy nhiên, với những nhân viên gác chắn, phần thưởng lớn nhất của họ chính là những chuyến tàu đi về an toàn.